Chia tẻ tẻ ra như vậy, con số là con sẽ chuyển mạch, nhớ con số là con sẽ chuyển mạch. Thì trong một cái mạch nó có bốn nốt móc kép, bốn nốt đó đều là móc kép hết. Trong đó nốt đầu tiên con sẽ đánh mạnh bằng tay nào? Đúng rồi, từ từ nghe thầy có nhịp rồi đánh theo nè. 1 2 3 4. Con số là con phải chuyển liền. Rồi lại. 1. Nghe đếm rồi, nghe đếm. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 cho tăng lên một chút nè. Nghe trước nha. Sẽ là 1 2 3 4. Đánh nhanh lên một chút nha. Đây. Rồi, thử nha. Chỉ có tay phải nó mạnh cái đầu tiên lên, mấy kia là nhẹ hết, nhưng mà mấy kia là nhẹ nhẹ. Đó, thì nó mới ra được mạnh nhẹ mạnh nhẹ cái con này. Đó, bỏ cái xe ra, tung ra tung 1, tung 2, tung 3 thôi. Rồi nghe nhịp trước nè. Nhanh chút nè con. Nè. 3 ô đầu đúng rồi, cái ô sau nó lại bị phân tán đều ra nữa là lực á. Nhớ giữ duy trì cái lực, hiểu cái lực.
giờ có cái thằng snare vô nè, sẽ là 1, 2, 3, nhanh hơn chút nào con, nhanh hơn chút hay vậy nè. Quen lực rồi đó. Tốt. Ok, mình cũng chuyển thầy mặt số 1, số 2, cái này thôi, cái này. Chừng có 4 phát, 4 nốt á, 4 nốt. Cái nốt đầu tiên con đánh mạnh, còn lại con sẽ nghe 3 nốt ghost, và 3 nốt rất là nhỏ xíu. Đó, nó là nghe được mạnh. Đó, phải trái phải đúng không? Đó, đừng có dư nha, hồi nãy là dư, đừng có dư. Ok, rồi, chuyển mạch 1, trở lại mạch 4, 2. Thank you.
phải phân tán lực. Nghe bằng nhẹ đó.